trời trùm phủ một màu tan. Gió lớn sóng to ào ạt ngập tràn, diêu thắm hòa tiêu tàn lên quê biên, gây lắm nỗi thương tâm từng từng đoạn ru. Quỷ diệt bao mạng người và tàn phá những vùng biển tưởng chừng
gió lặng em ngóng cuồng dân giữ trả lại tư bình yên cho biển tắm xanh màu. Cùng gấp phục dựng xây cho quê hương tươi đẹp lá ngại nào, đồng cảm câu thương những người dân cô hát gạo nghĩa tình chia sẻ cho nhau, những gì giúp được ta giúp mau vượt qua vết thương lòng đã vô tám quà thiên tai đâu ai đường nổi tàn phá quê hương cây đau khổ mỗi người một số phận nhưng cùng chống nhau dòng máu đỏ khắp mê châu tân cũng cây tim luôn vui buồn trăn trở băng quanh cũng vẫn hờn không tiếc thương giống càng ta được sinh ra không bị gần sóng biên tàn ngập phụ dân đun đi tài sản của ba người tất cả đều đem lại cho trần gian chỉ có tình người mới nuôi tiếng đời bất tử một cuộc ngựa đau cá tàu không mang cò chúng ta là người đâu thành lòng nào mà đỡ bỏ nhau. Vâng, quá hay, quá tuyệt vời đúng không quý vị? Và sau đây, kính thưa quý vị, trước khi mà ba của chú rể ra về thì ba của chú rể muốn gửi tặng lại cho quý vị những câu vọng cổ, đó là những đặc sản của miền Tây quê hương Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Thì một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của ba của chú rể được không quý vị? Kính thưa tất cả bạn bè thân tín của thân tộc xui tôi, nhưng mà bữa nay tức là tôi cũng làm tròn cái nghĩa vụ đối với con của mình, cho nên cái niềm vui của mình nó không biết nói gì khác hơn. Tôi quê Cà Mau nhưng mà tôi theo cái tích chuyện ca cổ của chuyện tình Hàng Mặc Tử, quê hương ở Quy Nhơn, nhưng mà nhân dịp là có như duyên phận tôi mới đến quê hương xứ sở này thì tôi xin ca là một lớp văn thiên tường và bốn hai ba câu vọng cổ, đó là trích đoạn trong vở tuồng là chuyện tình Hàng Mặc Tử. Yêu cầu ông bạn đờn lớp văn thiên tường lớp dựng những cái chữ đờn nắng nót của cháu rất là hay, cho nên ngày hôm nay tôi cũng cảm niềm cảm xúc, cho nên có một cái niềm vui. Tôi xin ca một lớp văn thiên tường và ba câu vọng cổ 4, 5, 6. Cao quá, cao không nổi. Đây là có dịp tôi lên đây để chia sẻ cái niềm vui và ôn lại cái thời thơ mộng của chuyện tình Hàng Mặc Tử mà tôi quê hương Cà Mau tôi được từng ca để mà gợi lại một cái tình cảm một nhà thơ. Bài thơ năm cũ đâu rồi cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ, bài thơ em đợi em chờ năm
năm mới có bây giờ là đây. Anh Chí ơi, kể từ nay anh không còn phải sợ cô đơn. Đau thương buồn vui năm tháng, anh sẽ tìm thấy bên em, anh sẽ về lại với quy nhân và làm thơ ca tụng chân vàng từ lâu. Em không đợi cánh chim mê phiêu bạt giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã yêu anh. Ôi dân mình thế thấy là đây, giờ quên ta chỉ còn đình. Em hãy gọi anh là Hàng Mạc Từ. Hàng Mạc Từ, ba tiếng đó cũng như trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cát, chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quý nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp già chàng, rồi đây biết ai cũng còn nhớ đến tên Hàng. Giờ tàn phế em xin nhận về làm ơn.
còn ai đến đây mà giành không lẽ đời em mãi yêu thích thôi. Anh chị em đã đứng cạnh anh đây 7-8 năm nay em tìm thấy một niềm vui cho còn tâm huyết ca tụng dành cách xa thì anh là phế nhân giấy sống bất diệt là cái tên người chồng đi quanh cái tên anh nó bỏ quên em vào hồn kinh